Nữ game thủ Trang Cute Pro đã đi win và lia luôn nhà top 1. Anh em siêu chiến lược có một trận win khá là kịch tính trước đối thủ đến từ Anh Quốc này. Let's go! Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến vua của anh em siêu xin lớp. Và mấy bạn cứ bảo là không biết bên anh có vua thường không? Có các bạn ạ. Và chúng ta có thể vừa vua thường với cả là vua hội chiến như nhau đều được. Và đây chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu đầu tiên đến từ Kutè Pro. Trang Kutè sẽ triển khai combo là Miner, đi Queen với cả Miner. Và đầu tiên là đầu tư cái khí cầu chiến vào để lụng cái mỏ chìm ở đây à. Ý chà chà, cái đẹp đấy nhè. Miner hop bụt luôn top 1 các bạn ạ. Rồi tới công chuyện luôn với Trang Cute thôi. Đầu tư em Queen ở bên này. Sau khi đã hạ được màu chim rồi thì dường như cái này nó đỡ hơn rất nhiều. Nó không có một đơn vị công trình phòng thủ có thể bắn được những em lính ở khắp bản đồ nữa rồi. Tiếp tục là nhồi Queen vào đây. Đầu tư Clun. Lúc này mới bắt đầu là thả hồi máu vào các xem này, tính toán rất cẩn thận bởi vì lúc đó cái air defense nó vẫn còn mà. Đưa một balloon nó vừa dụ air defense vừa là bom mìn có gì không. Đã hạ xong Queen của đội bạn rồi. Miner chắc lại thọc vào toàn bộ vào hướng ở khu vực nhà chính thôi. Góc 9 giờ rồi. Ra cắt dự là vậy. Em Queen sẽ phải lụng cây thổi gió phát nữa. Balloon mang vào là rất nhiều những tình huống này. Ở combo trận này thì không hề mang hop. Hay quá nhà Queen nữa với cả Unicorn vừa mới đạp quả mìn xong rồi. Đúng rồi, King đã vào từ góc 9 giờ. Ui, Inferno một tia mà có nhồi đồ cho Queen trong một bình cuồng nộ nữa. Hợp lý quá, đội bạn thủ bằng Headhunter. Ý không sợ lắm bởi vì độc ở đây thoải mái chơi. Thoải mái chơi trong pha này. Và quản giáo sẽ ôm bảo kê toàn bộ em Miner còn lại đây. Phá đóng bằng nhà chính với cả X-Bow cực kỳ khét. Em Queen chuẩn bị bật skill gồng lên của mình để vượt qua cửa ải Inferno một tia chứ nó đốt cho những người rồi. Hay quá. Vẫn đang còn 2 hồi máu và 2 băng ở trong tình huống này. Khét lè lè các chế bạn. Headhunter đang được ủa vây vào là bao nhiêu em đây? 2 em Headhunter. Vâng, chạy sang đây để chơi thanh niên King. Nhanh còn kịp nào. Và như vậy là nó chơi được thật đúng không ạ? Ui rồi, King đã bị ăn đòn rồi. Bây giờ vẫn còn một băng nữa. Và đồ chơi thì vẫn đang còn. Royal Champion còn chưa gồng. Một pha đóng băng hợp lý để bịt được cái máy bắn đá cũng như là King của đội bạn. Không kịp trở tay nữa rồi. Nằm chặt. Úi giời ơi luôn này. Úi giời. Hay. Một trận đánh lìa top 1 rất hay đến từ nữ game thủ Trang Cute nhà các sếp nhá. Ôi giời. Được của nó đấy. Anh em thấy thích video cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Tiếp tục đến với trận thi đấu lìa thứ 2 từ anh Haze nào các bạn ơi. Đây là một trận đánh bằng Super Bowler. Ok. Cái này là Bowler Smash đây. Bụp luôn khu vực nhà chính bằng Zeti. Vâng, cái gì chứ đánh hội chiến anh em phải vâng khắc cốt ghi tâm cái câu đánh chắc 2 sao. Chứ đánh 99% mà 1 sao thì đúng là đau đầu lắm. Nhiều khi chỉ có một cái sao đó thôi mà vâng quyết định việc trụ hạng hay là xuống hạng đó các sếp ạ. Quan trọng lắm nhá. Nên là việc gì thì cũng cứ phải lụm chắc 2 nháy cái đã. Đến đâu thì đến. Rồi đi Queen một góc ở bên đây. Sẽ là có pha phá tường loanh quanh được mình nhảy gì đấy không. Một nhảy thôi. Đục tường đây rồi. Tiếp tục một pha dồn đơn nữa. Thông tiếp này. Và vẫn còn một siêu công thành binh nữa ở trong tình huống này. Và anh tôi sẽ thả ở đâu. Lụm xong rồi máy bắn đá và em Queen chưa đi. Ui giời ơi, phải đóng bằng cho nó hợp lý một chút xíu chứ không phải nằm luôn ra đấy thì lăn ra ngất luôn. Ôi ôi, em Queen không quay xe mà siêu công thành binh đang cố gắng luôn lách. Và lách được thật kìa. Oh, anh em vào cứu em Queen nhanh lên nhưng nó đứt xích đến nơi rồi. Ice Golem hẹo. Vẫn còn đúng một duy nhất cuồng nộ quyết định là thả đây luôn. Rồi Super Bowler mà được ăn còn cuồng nộ. Ui dồi ôi, nhìn nó to như con Golem luôn đúng không ạ? Tiếp tục thêm cái nữa vào nó quẩy nó cứ gầm quản giá nữa thì thôi rồi lượm mời. Úi xôi. Đây mới gọi là sức mạnh kinh khủng khiếp đến từ Super Bowler này các sếp này. Tầm này thì bắt đầu mới có King với cả là Royal Champion vào tiếp cận. Vâng, một pha đóng băng em Queen. Chất lượng thế à, giời, băng thêm cái nữa cho nó uy tín không anh? Vâng, anh tôi chấp băng luôn rồi. Super Bowler chấp băng vai đạn nhỉ. Vâng, chấp cả gồng Queen, cả gồng King và cả gồng Royal luôn đây này. Ui giời ơi, quá khét đến từ anh Hà Dè. Combo Super Bowler căng cò luôn ạ. Tiếp tục nha. Anh Zeus tiếp tục là combo này. Vẫn là Bowler Smash đây. Tấn công nhà số 14. Rồi, lần này quản giáo cắt chứ không phải Queen cắt nữa. Thông chất lượng đấy. Gà gì đấy bạn ơi. Rồi, siêu công thành binh ở bên đây vẫn đang ủi tốt nha. Để xem pha này ủi vào King Queen. À, King Queen ở góc 6 giờ toàn bộ Bowler sẽ vào chỗ máy bắn đá với em Queen. Đấy là hướng ra cắt dự của Akari nha. Mình đoán là cũng thế thôi. Đợi xong cái mỏ chim cái đã. Vâng, hơi bị đầu lâu và tốn thời gian một chút xíu ở khu vực cái mỏ chim. À không, em Queen đây và King ở bên này không ạ? Queen được kẹp với cả quản giáo. Ice Golem vô luôn. Thịt bầu mặt đất nó đang nện cho nhấc người đây này. À, tên này chơi xe lu. Rồi, lu từ đây vào nhà chính luôn. Ôi giời, Ice Golem hẹo còn đầu tư thêm cái băng nữa cho nó chất lượng. Úi dồi, đội bạn không kịp trở tay ông pha này. Chờ đạp mìn xong rồi mới gồng King. Ông pha xử lý khá tốt. Quản giáo đã được gồng lên luôn. Anh em lại được nhồi thêm vào cuồng nộ. Và có một bình nhảy nữa ở đây. Rồi đó, King gồng lên cùng với cả Royal rồi thì nhấc người lắm. Bịt cái máy bắn đá chất lượng thật. Nhưng mà chưa cần bịt thì nó cũng đã nằm rồi. Tiếp tục một pha cuồng nộ nữa ở đây. Các bạn có thể thấy là lính lúc nào cũng được búp cuồng nộ đến từ Super Bowler. Càng đét đèn đẹt luôn. Tầm này thì trở tay không kịp đến từ nhà số 14 nữa rồi. Hay thật sự trong pha đánh càn này của anh Zeus nha. Tốt luôn anh ơi. Ok, ok. Lụm rồi. Nếu các sếp thấy hay cứ để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming để giúp mình sớm đạt được 200.000 người đăng ký nha. Hồi sáng mình đã ra một video về những điều chúng ta mong muốn update cho năm 2022. Sếp nào chưa xem thì hãy tham khảo ngay nha. Tiếp theo sẽ là trận đánh của King of War. Bạn Phúc của chúng ta chơi Super Bowler trong trận này đây rồi. Dư lào đây, dư lào đây. À, một em cắt ở đây, một em Queen cắt ở đây. Ối rồi, dòng điện đang vào khá là bình tõm. Như vậy là khí cầu chiến nó sẽ ăn khu vực nhà chính. Còn anh em cứ vậy ủi rồi. Ui, bật gồng luôn ạ. Nhiệm vụ của khí cầu chiến là vậy. Phải buộc được nhà chính. Làm gì thì làm. Các bạn lúc nào cũng phải quan điểm là phải đánh hội chiến. Cứ phải múc hai nháy. Vâng, clan tớ đang đánh, anh em đánh một sao khá nhiều mà nhắc mãi thôi. Úi dồi ôi, hồi đầu mùa thì vâng xác định quả này phải lên hạng. Nhưng bây giờ thì úi dồi ôi, mong anh em trụ hạng cho nó thành công thôi. Tiếp tục đập tiếp bình cuồng nộ nữa cho Phúc. Và thành niên King của chúng ta đã phải quẩy nhấc người khu vực góc hướng 12 giờ Tesla rất nhiều. Inferno cũng có trên đây, bùa về là khét lẹt lẹt. Và sau 3 trận lia vừa rồi thì các bạn có thể thấy là những đơn vị lính bộ vẫn đang thực sự có những sức mạnh nguy hiểm nhất định. Và cũng tạo thế cân bằng với cả đội quân đến từ Super Dragon. Rồi ôi luôn, tên này ủi tốt. Càng đét đèn đẹt nha. Ok, rồng mang đi 6 con, tầm này vẫn đang còn 3 con nữa các xem này. Ủi thoải mái luôn. Mà được cái là Super Dragon nó đi đam lan á. Khó lắm, đội bạn thủ không kịp đâu. Đam Lan kẹp với máu trâu nữa thì nó đi nó lù cho những người luôn nha. Tiếp tục phải đến với một trận thi đấu nữa nào. Và đó chính là trận đánh của Akari. Yeah. Vâng, cái mẫu nhà này thì tớ sẽ đánh góc 6 giờ và góc 9 giờ. Đập xét ủi khu vực ở trên kia rồi. Bởi vì đằng nào cũng chơi khí cầu chiến và nó lù. Cái mẫu nhà này để cái hướng x-bow mặt đất này các bạn này. 3 cái hướng này x-bow mặt đất là tới dồn hết. Cho Queen với cả là Baby Dragon cắt góc một bên. toàn bộ rồng sẽ được ủi vào với cả king queen. Gông quản giáo ở đây thì thanh niên king của chúng ta được bảo kê toàn bộ luôn này. Đấy, tha hồ ủi. Khí cầu chiến thì nó có thể bị rụng ở khu vực giữa chừng một chút xíu nhưng mà không sao cả. Vâng, nó cứ ủi trên kia thôi. Công trình ở trên kia là cứ ủi thoải mái mà. Rồi, bịt nhà, máy bắn đá cụm này, cái đoạn cụm trung tâm này chúng ta có một số balloon nó bay vào này, nó hút được những quả bom rồi. Rồi, tầm này thì không sợ nữa. Thanh niên kinh này, bịt lại, tớ tính là bịt em Queen đấy, nhưng mà Queen nó cứ nhảy ra nhảy vào cơ. Royal Champion tớ sẽ cho đột nhập ở hướng góc 12 giờ. Bởi vì sao? Bởi vì cắt cho em Queen với cả là Royal phải có nhiệm vụ ôm được khu vực nhà chính. Tầm này chúng ta còn đúng một cái băng thôi. Tầm này chúng ta còn đúng một cái băng. Bịt nhà chính và X-Bow cho Royal vào tiếp cận. Lassie thoải mái. Ở đây mình vẫn đang còn một Baby Dragon nữa thì mình đưa cho nó đốt luôn. Nó đốt, nó cắt cùng với em Super Dragon ở đây. Thì đoàn quân nó sẽ hội ngộ về ở góc 9 giờ. Và cây E này này, cái E này là mối nguy hiểm thì ở phía ngoài đây. Đó, anh em thấy không? Tính Royal Champion gồng phát ăn đến cái thứ tư là nó hạ được cái E. Đó là điểm mấu chốt trong pha này. Bởi vì khi mà nó đang còn cái E defense thì những em rồng này thì dễ bị thọt lắm đấy các bạn. Và pha này là ôm cua căng đét này đèn vào trong luôn. Để lục nhà này là 3 sao. Khét nha. Ai giời. Đấy, lúc này là thích thì gồng Queen cũng được, không thì chả sao, vẫn lìa. Cảm ơn các sếp nhá, trận này đánh cực kỳ ngon luôn. Và trận đánh cuối cùng đó chính là trận đánh của anh Hiệp. Ok, đánh nhà Carbon Play bằng cái combo là Blizzard Super Dragon đây. Vâng, sẽ có quả tàng hình. Tàng hình nhấc người ở khu vực này. Nhà chính sẽ bay. Nhà chính sẽ bay không? Đập cái nộ nữa thì khỏe lắm. Đấy, 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 đấy. Có bom nha, có bom khu vực này nha. Úi dồi, úi dồi, bay màu luôn. Đặt bẫy là cực kỳ hiểm ở khu vực này. Nhưng mà anh Hiệp vẫn vượt khó thành công. Chúng ta hãy cùng xem anh ấy vượt khó như thế nào trong pha này nha. Ok luôn, rồi, chiến đấu lên luôn. Rồi, mình quyết định tấn công đúng một nửa bản đồ bên này rồi. Nửa bên kia kệ. Nửa bên kia kệ. Tính sau. Quản giáo thời điểm này là gồng. Mọi tính toán ban đầu về cái tàng hình là đã sai nha. Nhưng mà anh Hiệp bằng cổ tay của chúng ta đấy, vẫn cố gắng bằng cổ tay, bằng cổ chân đây. Úi xồi, Queen bốc, bốc cái ngọt luôn kìa. Bốc một phát ngọt lim luôn ạ. Ice Golem thủ là cực kỳ khó chịu nha. Tầm này các bạn vừa bị trội gió này, vừa bị cái Inferno nhiều tia đốt này, nhưng mà được cái chụm lại và nó thổi đúng một hơi thôi. Ăn luôn. Royal trên đây. Vâng, xông pha trận mạc và xử lý tàng hình là cực kỳ tốt đến từ anh Hiệp. Lạnh luôn. Lạnh bên này đi luôn. Rồi, King đã quyết định gồng luôn. Em Queen thì sẽ ăn cây E khu phía ngoài. Và nguy hiểm là cái thổi gió đã bị hạ rồi. Đã nằm xuống luôn rồi. Thổi cực kỳ khó chịu ở cái xếp. Đầu tư tiếp tục là một bình độc dược nữa. Những em rồng các bạn thấy không? Mặc dù là sức tàn lực kiệt rồi nhưng vẫn cố gắng thổi. Và thổi chừng nào hay chừng đó. Vậy là vẫn lụm thôi. Unicorn thì vẫn bơm máu cho em Queen thoải mái khỏe. Ở chừng này rồng thì còn đúng một cái Inferno một tia thì vào là bay luôn. Ok, vâng, đã giành được chiến thắng các sếp ạ. Ôi rồi ôi luôn ạ. Rất hay trong pha thi đấu này nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video và livestream sắp tới nha. Bye bye anh em. Có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay những gói ưu đãi gì trong này thì cứ nhắn tin cho mình. Fanpage Akari Gaming với hơn 117.000 người theo dõi, thanh toán thẻ điện thoại ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nha. Bye bye.